Tiêu Viêm và Tiêu Y Tiên cùng nhau tiến vào sao huyệt của ma thú cấp 7, Thiên Độc Hạt Long Thú. Thấy có người xâm nhập, tên ma thú bọ cạp rất vui vẻ ra ngoài chào hỏi, còn nói rằng nếu Tiêu Y Tiên đã đến rồi thì ngoan ngoãn ở lại làm nữ nhân của hắn. Ý định của tên này là muốn kết hợp với Tiêu Y Tiên để sinh ra những đứa con mập mạp sở hữu huyết thống hoàn mỹ nhất. Tiêu Y Tiên nghe những lời này vẫn bình thản đáp lời, mục đích mình đến đây là muốn yêu đan của hắn. Ý này chính là muốn lấy mạng của Thiên Độc Hạt Long Thú. Hắn ta sau khi nghe xong lại không hề tức giận mà vẫn bình thản giống như Tiêu Y Tiên. Còn cho biết rằng nếu là kẻ khác nói ra những lời này trước mặt bản vương thì sớm đã thành cái xác rồi. Nhưng mà hắn lại thích nàng, si mê cái tính cách mạnh mẽ đó nên tha thứ cho Tiêu Y Tiên. Nhưng mà đi cùng nàng còn có Tiêu Viêm nữa. Thiên Hạt Độc Long Thú muốn Tiêu Viêm chịu hậu quả thay những lời đó. Dứt lời liền lao vút đến trước mặt tung trưởng. Tiêu Viêm sử dụng Tam Thiên Lôi Động lùi về sau tránh né. Thiên Hạt Độc Long Thú đuổi theo tấn công liên tục. Ngoài dùng những cái móng tay sắc bén chém vào người nam chính thì hắn ta còn dùng cái đuôi sắc nhọn đâm vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dễ dàng tránh thoát. Tiêu Y Tiên chém ra một luồng đấu khí đánh thẳng vào người Thiên Độc Hạt Long Thú. Uy lực chiêu thức rất mạnh, nhưng mà sức mạnh của cơ thể tên ma thú này lại không yếu. Hắn bị ăn một đòn vào người mà chẳng bị chút xây sức nào. Hắn ta mỉa mai rằng, tiểu mỹ nhân à, tấn công cỡ này không làm gì được bản vương đâu. Tiêu Viêm trực tiếp gọi Thiên Hòa Tôn Giả xuất hiện. Chứng kiến cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, ông thừa nhận tên ma thú này có bản lĩnh, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa làm khó được ông. Ông sẽ tiếp đãi tên này thật chu đáo. Phía Tiêu Viêm người đồng thế mạnh, nhưng mà Thiên Độc Hạt Long Thú lại không hề lo lắng. Thì ra sự tự tin này là có cơ sở. Hắn ta bạo phát đấu khí, luồng đấu khí màu đỏ dày đặc nhanh chóng bao phủ không gian xung quanh. Nghe được lời triệu hoán, mấy chục con ma thú nhanh chóng chạy đến bao vây. Trong số đó có hai đấu tông, thực lực đám ma thú không quá mạnh. Thiên Hòa Tôn Giả liên tục tung trưởng, mỗi một trưởng đều dễ dàng tiêu diệt một con ma thú. Tiêu Viêm cũng ra lệnh cho khôi lỗi tấn công đám ma thú đó. Tiêu Y Tiên một mình giao thủ với hai tên ma thú đấu tông, còn Tiêu Viêm thì dọn dẹp đám ma thú xung quanh. Ma thú lao đến bao nhiêu thì đều bị chém rụng bấy nhiêu. Tuy thực lực bọn chúng không quá mạnh, nhưng số lượng lại quá đông. Tác dụng của bọn chúng là cầm chân và khiến nhóm người Tiêu Viêm phải tiêu hao đấu khí và thể lực. Sau khi đã dọn dẹp bớt đám ma thú bao vây, Thiên Hòa Tôn Giả và Khôi Lỗi cũng bay đến tấn công Thiên Độc Hạt Long Thú. Tên này có một chút huyết mạch của Thái Hư Cổ Long, cho nên hắn ta rất kiêu ngạo, tự cho mình là Long Tộc. Chỉ là sự kiêu ngạo lại không có tác dụng gì trong chiến đấu. Thiên Hòa Tôn Giả tấn công trực diện, Khôi Lỗi bất ngờ đánh úp phía sau lưng khiến tên ma thú bọ cạp không kịp phản ứng, sau đó bị ăn một trận đòn liên hoàn vào người. Hắn ta gồng mình, bạo phát sức mạnh đẩy lui kẻ địch. Rồi sau đó ngưng tụ ra vô số phi tiêu sắc nhọn, vài trăm cái phi tiêu phóng ra ngoài đẩy lùi Khôi Lỗi. Thiên Hòa Tôn Giả thi triển đấu kỹ, ngưng tụ sức mạnh vào nắm đấm rồi lao đến tấn công phủ đầu. Khôi Lỗi cũng lập tức gia nhập vào cuộc chiến. Thực lực tên bọ cạp quả thực rất mạnh, dù bị vây công thì vẫn cầm cự được một hồi lâu. Sức mạnh hoàn toàn trên cơ bộ Khôi Lỗi của Tiêu Viêm. Nhưng vì phải phân tâm chiến đấu nên không thể ngăn cản toàn bộ và bị Thiên Hòa Tôn Giả đấm gãy một cái sừng trên đầu. Quá điên tiết, hắn ta quyết định thi triển tuyệt chiêu bí mật là thôn phệ đám ma thú xung quanh. Sức mạnh cuồn cuộn ngưng tụ thành một cơn gió lốc rồi dung nhập vào trong cơ thể. Sau khi hóa hình, cơ thể Thiên Độc Hạt Long Thú đã biến đổi hoàn toàn. Nửa thân trên vẫn giống người bình thường, nhưng nửa thân dưới đã biến thành bọ cạp. Đôi bọ cạp phóng ra nhiều luồng sức mạnh như các tia laser màu đỏ ép cho Thiên Hòa Tôn Giả và Tiêu Viêm phải lùi lại. Kẻ địch có kỹ năng tấn công quá mạnh, Tiêu Viêm phải chọn cách ngưng tụ Phật Nộ Hỏa Liên. Trong thời gian thi triển, hắn muốn Thiên Hòa Tôn Giả giúp đỡ cầm chân tên ma thú bọ cạp. Thiên Độc Hạt Long Thú bắn đạn liên tục ép cho Tiêu Viêm bay lòng vòng tránh né. Nhân lúc kẻ địch đang tập trung sự chú ý về phía Tiêu Viêm, Thiên Hòa Tôn Giả đã thi triển đấu kỹ, ngưng tụ ra nhiều sợi dây xích khổng lồ khống chế kẻ địch lại. Khôi Lỗi cũng xông đến, đấm liên tục vào mặt. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian ít ỏi đó để dung hợp dị hỏa. Sức mạnh của Thiên Độc Hạt Long Thú đã tăng lên rất nhiều. Hắn ta bạo phát sức mạnh phá hủy dây xích, rồi bắt đầu bón hành lại cho Khôi Lỗi và Thiên Hòa Tôn Giả. Cuộc chiến bây giờ hoàn toàn một chiều. Hắn ta tập trung sức mạnh thành một quả cầu rồi phóng về phía Tiêu Viêm. Vừa vặn lúc này Tiêu Viêm cũng ngưng tụ xong Phật Nộ Hỏa Liên. Đóa Hỏa Liên được ném ra ngoài,
nó lướt qua tới đâu, không gian bị xé rách tới đó. Tia ánh sáng của thiên độc hàn long thú quá yếu ớt, dễ dàng bị phá hủy. Hỏa liên như thế chẻ tre lao về phía kẻ địch và phát nổ. Tên ma thú bò cạp bị nướng chín, theo đúng nghĩa luôn. Thấy đại ca đã bại trận, hai tên đàn em cũng bỏ chạy để giữ mạng. Thiên hòa tôn giả thở phào nhẹ nhõm, lần này giành được chiến thắng đúng là không dễ dàng chút nào. Nếu không có chiêu thức phật nộ hỏa liên thì người nằm xuống hôm nay chính là nhóm người tiêu viêm rồi. Động tĩnh vừa tạo ra quá lớn, chắc chắn thu hút truy binh của băng hà cốc, nên sau khi lấy được nội đan và tình huyết, nhóm người tiêu viêm lập tức rời đi. Phía băng hà cốc phái cường giả đấu tông đỉnh phong đến về bắt. Thực lực kẻ địch còn mạnh hơn thiên độc hà long thú nên dự định của tiêu viêm là chế tạo thân thể cho thiên hỏa tôn giả và giải quyết ách nan độc thể của tiểu y tiên. Nhưng thời gian lại không cho phép nên tiểu y tiên đề nghị luyện chế cơ thể cho thiên hỏa tôn giả trước. Chỉ khi có cơ thể mới thì mới có cơ hội hóa giải nguy cơ. Nghĩ đến việc mình sắp được trở lại trạng thái bình thường, ông ta vô cùng vui mừng, theo đó là sự xúc động đến rơi nước mắt. Tiêu viêm lấy ra lò đan rồi bắt đầu luyện chế đan dược. Vật phẩm cần luyện chế là cấp 7. Sau khi thành đan sẽ xuất hiện đan lôi, sấm sét ngưng tụ thành một cái lốc xoáy khổng lồ trên bầu trời. Với động tĩnh lớn như vậy, tiêu y tiên lo lắng sẽ thu hút đám người băng hà cốc. Tiêu viêm thì lại muốn nhân cơ hội này dùng đan lôi rèn luyện cho khôi lỗi. Tuy nhiên, ý định đó đã bị phá hủy. Lôi kiếp chưa xuất hiện được bao lâu thì đã tự động giải tán. Lý do hợp lý để giải thích là khí độc ở nơi này quá đậm đặc, vô tình che khuất khí tức của đan dược. Đan lôi không tìm được mục tiêu nên mới tiêu tán. Rất nhanh sau đó, quá trình luyện chế cũng xong xuôi, đan dược có phẩm chất càng cao thì càng có nhiều linh trí. Nhưng đan dược cấp 7 mới luyện chế lại không có phản ứng gì. Nó ngoan ngoãn rơi vào tay thiên hỏa tôn giả. Nhìn về quá khứ, khi tiêu viêm ở Hắc Hoàng Thành luyện chế đan dược cấp 6, viên đan dược đã bỏ chạy khiến hắn phải mất công truy đuổi một lúc. Nhưng lần này và lần trước ở phần viêm cốc thì lại không hề có một chút xíu sự phản kháng nào. Đan dược trực tiếp uống là được. Còn thân thể tiêu viêm lấy ra cỗ thi thể của Vân Sơn. Thiên hỏa tôn giả chần chừ, ông cảm thấy tướng mạo của Vân Sơn không giống như người đàng hoàng lắm. Tiêu viêm không biết giải thích thế nào. Hắn vội thúc giục ông ta nhanh chóng dung hợp với cơ thể Vân Sơn. Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Sau nhiều ngày tìm kiếm và dựa theo vị trí đàn lồi, đám người băng hà cốc đã tìm đến được bên ngoài sơn cốc. Năng lực cảm ứng của thiên xà trưởng lão rất mạnh. Dù có trốn kỹ đến đâu cũng không thoát được. Chưa biết diễn biến tiếp theo như thế nào thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn lại các bạn trong các video sau nhé!